thần chiếu kinh của ta cuối cùng cũng luyện thành. Sư huynh, thật đáng chúc mừng mà. Ngày mai là được ôm mỹ nhân về rồi. Sư đệ chúc mừng huynh. Ngày mai là ngày đại hôn của huynh. Sao huynh vẫn còn rầu rầu không vui vậy? Lục sư đệ, đệ tuyệt đối đừng quên. Tên địch dân vẫn còn sống tốt trong lao. Lẽ nào huynh lại muốn đệ tặng hắn thêm bình rượu độc nữa? Lần này không cần rượu độc, chỉ cần đệ mang bánh hỷ của ta và Thích Phương tới đó, ta tin sẽ không có vấn đề nữa. Tinh hỷ sự này mới là thuốc độc thật sự, để hắn chết dần chết mòn trong nhà lao. Được. Tiểu tử, đồ của ngươi. Lao đầu đại ca. Đại ca, là ai đưa tới? Sao hả? Ngay cả ta cũng không nhận ra. Ngô Khảm. Phải, chính là tại hạ. Ngươi tới làm gì? Người ta vẫn chưa quên người bạn cũ như ngươi. Hôm nay là ngày đại hỷ của đại sư tổ. Tổ ấy kêu ta đưa tới cho ngươi 2 con gà, 4 cái giò heo và 16 bánh hỷ. Dạng sư tổ gì chứ? Đại hỷ gì? Dạng sư tổ chính là sư muội ngươi, Thích Phương cô nương. Hôm nay là ngày dạng sư huynh và dạng sư tổ bái đường thành thân. Sư tổ kêu ta đưa bánh hỷ tới cho ngươi, thật có lòng mà. Ta không tin. Người dạng gia các ngươi không có một ai tốt hết, căn bản chính là gạt người. Ta không tin ngươi. Ta không tin. Ngươi không tin ta gạt ngươi sao? Ta nói bậy. Là Thích sư muội, không, là dạng thiếu phu nhân kêu ta đưa bánh hỷ tới đây. Nói thật cho ngươi biết, sau khi thương thế sư phụ khỏi, ngươi khoan hồng đại lượng để cho Thích sư muội ở lại dạng phủ. Hơn một năm nay muội ấy cùng sư huynh khanh khanh ta ta, không chừng sang năm sẽ sanh ra một tiểu tử mập mập. Ngươi nói bậy. Ngươi nói láo. Sư muội ta sao có thể gả cho tiểu tử họ Dạng? Ngươi nói láo. Nói láo. Ngươi nói láo. Tiểu tử thôi, từ từ đợi chết đi. Ngươi nói bậy. Ngươi nói bậy. Ngươi nói bậy. Sư muội. Sư muội. Sư muội, sư muội. Sư muội. Sư muội, sư muội phải tin ta, là ta bị oan. Huynh đệ nào, ngồi dậy. Ngươi làm gì vậy? Sao lại cứu ta? Lẽ nào ngươi chê ta chịu khổ chưa đủ sao? Tiểu huynh đệ, đệ, ta thực sự là xui 8 đời mà. Ngày nào cũng thấy ác tặc ngươi. Tiểu huynh đệ, 2 năm nay ở trong lao, đệ đã chịu ấm ức rồi.
Đại ca, xin được tạ lỗi với đệ. Điên khùng. Tiểu huynh đệ, đệ tên gì? Huynh tên là gì? Đinh Điển. Đinh trong một bức thích đinh, Điển trong tam phần ngũ điển. Ta tên Địch Dân. Đều tại bệnh đa nghi của ta quá nặng, luôn coi đệ là kẻ xấu. Hai năm nay để đệ phải chịu khổ rồi. Ta rất xin lỗi. Đệ có ấm ức gì, cứ việc nói với ta. Địch Hiền đệ, trong lòng đệ có ấm ức gì? Dù đệ không nói, ta cũng đoán được chính phần. Sư muội của đệ đã vô tình với đệ, đệ hà tất phải khổ sở cưỡng cầu? Đại trượng phu nào sợ không có thê tử, sau này tìm một nữ tử tốt hơn sư muội của đệ gấp 10 lần, gấp 100 lần. Có gì khó đâu. Huynh không hiểu đâu. Ta... Huynh không hiểu đâu. Đinh đại ca, ta... Đinh đại ca, Đinh đại ca, đệ có ấm ức gì, cứ nói. Đinh đại ca, sao trước đây huynh coi ta là người xấu, giờ lại không nghĩ như vậy nữa? Nếu đệ là người xấu, sẽ không treo cổ tự vẫn. Ta thấy đệ treo cổ nhiều giờ, thân thể đã nguội lạnh, mới dùng thần chiếu kinh cứu đệ. Đệ treo cổ là thật, sẽ không phải là kẻ dở khổ nhục kế với ta. Huynh đại ca, huynh cảm thấy ta đang dở khổ nhục kế với huynh à? Huynh lại điên rồi. Ngươi tưởng ta không biết ngươi làm cái gì sao? Ta đánh chết ngươi. Tên khốn kiếp muốn gạt ta, ta phải lấy mạng ngươi. Ta phải lấy mạng ngươi. Dẫn Địch Dân ra. Tôi, đại nhân, hắn ngày nào cũng đánh tôi. Tôi đang tính xin ngài đổi phòng giam cho tôi. Người có biết sao hắn đánh ngươi mỗi ngày không? Hắn là kẻ điên, động không động liền phát quả. Không sai, hắn là kẻ điên, nhưng ngươi phải nhẫn nhịn, phải tiếp tục kết giao với hắn. Nhất là phải lưu ý coi hắn nói những gì. Ngươi có hiểu ý ta không? Tôi không hiểu. Ngươi thật sự là phế vật. Kẻ mang tỳ bà cốt không phải phế vật sao? Lời này do Đinh Điển nói với ngươi sao? Không, không phải. Trước đây tôi vốn có chút võ công, nhưng giờ thì mất hết rồi. Đi. Đại ca, không sao rồi, bọn chúng đi rồi. Coi bộ Lăng Thoái Tư thật sự coi đệ là nổi ứng rồi. Sao quên biết? Lăng Thoái Tư thật là thông minh cả đời, hồ đồ nhất thời. Hắn tuyệt không ngờ tới hai ta đã kết thành bằng hữu. Hắn kêu ta kết bằng hữu với huynh. Đệ không nói hai ta đã thành bằng hữu rồi chứ? Đại ca, ta có ngốc hơn nữa cũng không nói chúng ta đã thành bằng hữu. Ta nói
Huynh là một kẻ điên. Vậy đúng rồi. Mỗi khi răng tròn, Lăng Thoái Tư đều sẽ nghiêm hình tra khảo ta. Sau khi quay về, ta vẫn sẽ lấy đệ trút giận. Lúc đó, đệ tuyệt đối đừng bày ra bộ dạng quá thân thiết với ta. Nhất định phải nhớ kỹ. Một khi Lăng Thoái Tư phát hiện chúng ta đã trở thành bằng hữu, đệ sẽ phải chết. Rốt cuộc là gì sao? Nếu như Lăng Thoái Tư hoài nghi chúng ta đã trở thành bằng hữu, hắn sẽ dùng độc hình khảo vấn đệ, hỏi khéo đệ chuyện này. Bọn chúng biết đối phó ta khó, đối phó tiểu đệ thì sẽ dễ hơn nhiều. Đó cũng là lý do chúng nhốt đệ trong nhà lao cùng với ta. Đại nhân, tôi thấy tên ngốc Địch Dân không có tác dụng gì hết, chỉ bằng giết chết hắn rồi đổi một tên nội ứng khác. Đinh Điển thấu tỏ mọi việc. Nội ứng thực sự, hắn nhìn một cái là biết ngay. Còn tên Địch Dân đó không có mưu tính gì cả, không biết là hắn đã thành nội ứng của chúng ta. Lâu dần Đinh Điển sẽ không còn phòng bị, nói không chừng hắn sẽ nói ra vài lời hữu dụng. Đại nhân thật là thần cơ diệu toán. Có phải Vạn Gia lại tới thúc giục ngươi không? Không có. Vạn Gia chỉ mong Địch Dân chết sớm, nhưng lại cứ không để hắn chết. Có biết vì sao không? Không biết. Địch Dân này nói không chừng còn có chỗ khác để trọng dụng. Kỳ lạ là sư phụ hắn thích Trường Phát, sao vẫn chưa chịu tới thăm hắn? Người nói coi.